Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn thành phố Châu Đốc. Trước tình hình dịch COVID-19 dẫn diễn biến phức tạp, đoàn kiểm tra phòng chống COVID-19 thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức của người dân. Theo ghi nhận, trong ngày 24 tháng 7 2021, đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc ra quân tuần tra, kiểm tra, thực hiện chỉ thị 16 tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Qua kiểm tra, ngoài việc nhắc nhở 405 phương tiện lưu thông trên đường, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp ra ngoài không cần thiết các trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính giao lại cho ủy ban nhân dân phường xã giải quyết theo quy định bên cạnh lập biên bản xử phạt nghiêm lực lượng chức năng thành phố còn nhắc nhở người dân cần thực hiện nghiêm chỉ thị 16 và các quy định phòng chống dịch bệnh như tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5k của bộ y tế để cùng chung ta với chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh